Các bạn buổi sáng nha. Sáng nay thăm bãi chuột các bạn ơi. Tình hình thì bão số 6 nay đổ bộ vô rồi các bạn. Trời ơi. Đây. Có hàng luôn các bạn ơi. Quá đã nữa các bạn. Quá ngàn quá. Ấy cha, chuột lúa luôn các bạn ơi. Đây. Lúa các bạn ơi, đập dính cái đuôi cưng à hả cưng, rút vô cái này không có đập mấy bạn, ba cái này không có đập, ôi chuột luôn các bạn ơi, có chuột lúa, có chuột cống nhâm luôn, đây chuột lúa đây là cống nhâm tiện chỉ lị luôn. Rồi, quá đã rồi. Xem tiếp các bạn ơi. Cái bào qua mình bỏ đây nè. Trời giờ mưa rồi, mình quay ngắn ngắn thôi nha các bạn. Các bạn coi cảm nha. Để máy mà mưa nguy hiểm quá. Sáng nay trời mưa dầm mấy bạn. Bão mà. Đây cái này là đám lúa của anh mình đang xạ. Mới xạ. Gà nó quậy quá chừng, ông kêu mình lấy cái mấy cái bẫy đặt thử. Rồi, tới con kia mình quậy tiếp cho các bạn coi nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đâu đây con cái nè các bạn. Ôi, cái bẫy nó mất rồi. Ở đây, trời ơi. Vô luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không? Ôi ơi, cũng lúa, chút lúa cống cơm nè các bạn. Chuột lúa cống cơm, chuột vàng gì nè. Chà quả luôn. Ngon các bạn. Rồi, đồ bao, đi tiếp. Đây. Rồi. Ui. Nó đập các bạn. Đây không đập các bạn. Rồi, vô. Đây các bạn ơi, mưa tới, mưa tới, mưa tới. Ôi, đây. Cái gì mà khè dữ vậy? Trời, cống nhâm con các bạn ơi. Cống nhâm con nè. Rồi các bạn. Nó khè ớn. Nó chân đen xì lì luôn á. Thôi thôi, bỏ vô đi không rồi, mưa quá. Sáng này ngon nè. Đi chút vô nhà ông anh nè. Kết cho các bạn coi dưới đây mưa quá. Mưa quá mưa. Qua mình đi hốt. Mấy cái đi đặt các bạn ơi. Có nhiều. Trâu vô luôn các bạn ơi, đặt ngay cái đường nước. Ngay chăn đường nước luôn. Chạy ha cưng. Ngay chặn cái chỗ mà anh khai nước nè các bạn. Vô luôn. Chuột lúa nè, cống cơm, cống gì. Chuột vàng gì cũng nói nữa các bạn. Ướt nhẹt con mấy nhỏ rồi. Này ha bự. Ra ăn lúa ha cưng. Coi đợi mấy em ơi. Ở đằng kia con cái mà xa xa không thấy, thấy không có dính rồi các bạn. Dưới nước luôn. Rồi. Cái gì đây? Trời đất ơi, vô con ếch. Vô ếch, vô ếch. Anh ơi. Anh ếch này đi điên nè. Lụm mà luôn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Thôi vô nè. Này này ngập nước quá trời. Rồi mưa nữa các bạn. Vô trong mình tổng kết nha các bạn coi nha. Đi vô các bạn ơi. Các bạn ơi, thả mấy công vô nhà mà anh chó sủa rùm á. Công cũng quay cũng không được. Sơ sạch bẫy vô bao rồi. Chuyện qua anh nói mà lật đặt đi lụm có mấy cái đặt nữa các bạn. 9 với 7 à. Đó. Ngon không các bạn. Ăn cơm à. Bỏ
trời con cơm không, còn cống nhum lớn, còn cống nhum nhỏ các bạn, và cống nhum lớn, cống nhum nhỏ này, cống nhum như các bạn chúng phải chục lúa nha, đen xì nữa các bạn ha, tiên cẳng mình mấy tiên thui à, còn em chục lúa nè, chục lúa vàng khè, đây cầm hai cái cho các bạn coi phân biệt luôn, đó, các bạn thấy cống nhum như là cống nhum con như là chục lúa, nó chục lúa nè, chục lúa nó vàng nữa các bạn, còn cống nhum con nè nó đang xì lì luôn nè, thấy không? Đó thành quả này được 5 thằng, 4 cái, 5 con chuột, 1 con ếch, rồi 9 cái chứ, con ếch đã thôi, rồi con ếch, éo, ếch chất lượng các bạn. Đó đã đi điên hả em trai, lụm mày luôn. Rồi, mấy cái bẫy này không dính, ba cái không dính. Rồi, đã rồi. Cống nhâm này cũng nhỏ thôi mà không có bự ra nè, con bự này cũng bự nhất trong đây chứ cũng con nhỏ không có bự hơn. Rồi thôi kết thúc video các bạn ơi, đây quay lại cống nhâm cho các bạn coi bộ view đó em. Kẹo lên xíu. Rồi thôi kết thúc video các bạn ơi, chúc các bạn xem clip dễ nha, tạm biệt các bạn nha. Bye.